Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow & Beauty và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay ạ. Và hiện giờ thì trước màn hình ống kính đây thì chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca phun môi phủ xương 3D cho một chị khách hàng. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Để em chào chị Hương ạ. Vâng, chị Hương ơi, thì ngày hôm nay thì các chị em có câu hỏi dành cho chị Hương, đó là vì sao phun môi ở tại DK sau cái quá trình bong thì môi lại rất là nhạt và chưa lên màu luôn, thì lý do vì sao lại như vậy hả chị Hương? Phun môi ở DK ấy, thì với công nghệ vi sạc cũng như là dùng sử dụng nước mật hữu cơ, nên là trong thành phần của mật hữu cơ mà không có những cái tạp chất cũng như là những cái chất như có hại cho môi ấy. Dạ. Thì với những cái mật hữu cơ như vậy thì cái màu mực nó cần thời gian, trong vòng 1 tháng rưỡi hay 2 tháng thì nó đẩy màu mực lên. Đấy, còn với những cái thứ mực như là những cái mực mà có chứa những cái tạp chất ấy, thì có thể bong xong một phát là có thể khách hàng sẽ về với cái màu rất là đậm. Vâng. Nhưng mà chỉ khoảng tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi là những cái màu mực của nó sẽ chuyển sang cái màu xỉn. Có những cái nhiều trường hợp thì sẽ gây những cái hiện tượng môi bị thâm lại rất là nhiều. Vâng. Thâm lại hơn cả cái mức môi mình chưa sử dụng, mình chưa phun môi ấy. Vâng. Với những cái gốc mực như vậy và nếu như xong mà để lâu ấy thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không hả chị? Trước hết là ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ đã, môi khách hàng sẽ rất là xỉn, thâm, và sau một thời gian nữa với những cái gốc mực nó không rõ ràng và gốc mực nó không được tốt thì có thể gây những cái hiện tượng nó cũng có thể bị cái mực này hoặc là cái màu này rất là xấu ra những cái màu hoặc hồng tính xanh, màu này nó không còn thời thượng nữa. Vâng ạ, các chị em lưu ý nhé, là với những cái mực xăm mà chúng ta sử dụng mực vô cơ thì có thể là sau khi phun xong này màu môi sẽ rất là đậm, thậm chí là lên màu đẹp luôn, nhưng tuy nhiên thì để lâu 6 tháng 1 năm cho đến hơn 1 năm thì cái màu môi của chúng ta sẽ bị xỉn, nó là bị thâm, thậm chí là cái tình trạng nó còn xấu hơn cả lúc chúng ta chưa làm môi. Cho nên là các chị em lưu ý, và với những cái tình trạng như vậy thì để lâu chúng sẽ rất là có hại cho sức khỏe của chúng ta, là cái thứ nhất này. Cái thứ hai thì về phương diện thẩm mỹ đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và sẽ đòi hỏi cái việc xử lý cái môi mà như vậy là coi là môi hỏng, đúng không hả chị Hương? Đấy, được xử lý những cái môi như thế thì sẽ đòi hỏi kỹ thuật cũng như là công nghệ rất là cao đó. Và chị em lưu ý là trước khi mà chúng ta thực hiện phun xăm cũng như là thực hiện bất kỳ những cái gì đấy trên mặt mình, đặc biệt là phun xăm, thì chúng ta hãy tìm hiểu thật là kỹ lưỡng, đó, tìm hiểu những cái cơ sở mà uy tín này, chất lượng này, tay nghề của chuyên gia là tay nghề chuẩn, thì sẽ đảm bảo cái việc an toàn trong phun xăm. Thì chị Hương ơi, không biết là cái loại mực mà DK đang sử dụng là một loại mực gì hả chị? Mực của DK đang sử dụng là một dòng mực châu Âu, gọi là dòng mực hữu cơ, hoàn toàn thành trong thành phần của mực toàn là hồi hữu cơ hết, không có thành phần tạp chất, để sẽ giúp cho khách hàng màu môi sau bong có thể nó sẽ hơi tùy cơ địa, có thể nó sẽ hơi nhạt một chút, nhưng sau nó sẽ đẩy màu dần lên, là khách hàng chơi càng lâu thì màu nó càng trăng và có độ bền màu lâu. Dạ vâng, và cái điều quan trọng là nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Và màu môi thì rất là tự nhiên. Và các chị em có thể tham khảo những hình ảnh môi sau bong này, môi sau ổn định sau 2 tháng hoặc 6 tháng ở trên fanpage của DK nha các chị em nhé. Và cảm ơn những chia sẻ của chị Hương rất là nhiều ạ. Vâng, và nếu như mà các chị em còn những câu hỏi gì thắc mắc liên quan đến dịch vụ phun môi cũng như là các dịch vụ phun xăm khác ở tại DK, các chị em có thể gửi trực tiếp qua fanpage của DK hoặc cũng có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline 0911 310000 để chuyên gia và đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đã được áp dụng ở tại DK cho các chị em nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.